Rồi em chào cả nhà, chúc anh chị mình một buổi trưa vui vẻ anh chị em ơi. Lại là em đây. Đây là vườn Lan Minh Thắng ha. Thì trước em đang quay trước mặt anh chị em mình đây là cái cây bò tím, Enro nắng lửa bò tím ha. Cái dòng này thì ui trời ơi bông rất là đẹp. Anh chị em mình em sẽ để cái mặt bông nó chạy ra màn hình để anh chị mình tham khảo ha. Cây hiện tại thì cây nó cây tơ anh chị em ơi. Hàng này thì anh chị mình về chăm là rễ nó ra phà phà luôn á. Đứng ngọn ra bông, đứng ngọn ra bông. Dòng này thì bông rất là đẹp và rất là xiên, gò bông rất là dài, tầm 20 cm trở lên anh chị ơi. Có nghĩa là 40 cm chứ không phải 20 cm, em nói lộn á, tại vì cái cây này nó tầm 20 nhưng mà nó ra cái bông nó dài tới 40. Đó thì anh chị em mình có thể sưu tầm ha. Cái dòng này có bông rất là đẹp và rất là xiên. Rồi giá lại ưu đãi luôn, combo luôn anh chị ơi, 3 chậu 210 ngàn. Combo 3 chậu 210 ngàn anh chị em ha. Thì phí ship và toàn quốc là 39k, anh chị em mình có thể đặt hàng ha. Còn nếu mua lẻ thì cứ 70 ngàn chậu, có thể gộp đơn nhiều loại, ví dụ như là anh chị mua cái vàng mai một cây, bò tím một cây, rồi bò vàng một cây, băng cốc su một cây, bò liễu một cây ha, thì sẽ gộp đơn ha. Thì em sẽ tính theo giá lẻ. Thì mà cứ mỗi một cái đơn hàng như vậy là sẽ là có phí ship là 39 ngàn. Anh chị em đặt hàng thì cứ liên hệ nha anh chị em ơi, cây rất là mướt ha. Đó thì em quay để anh chị em tham khảo nè. Đây có những cái cây nó rất là trội anh chị. Đó, dòng này như vậy mà bán giá rất là mềm anh chị ha. Thì hôm bữa em nhập là hàng giá nó mềm, lúc nhập anh được cây nhỏ xíu à, nay dưỡng lại vườn mình sẽ tầm một tháng rồi nên bán ra cây nó rất là cây nó hơi cao anh chị ha. Cao hồi trước nhập thì nó cỡ này thôi, có gan tay à. Nhưng mà nay nè những cây này ha, đó, những cây này nó đẹp. Rồi cảm ơn cả nhà, cây Dendro nắng lửa bò tím anh chị ơi. Anh chị đặt hàng thì cứ combo 3 chậu 210 ngàn. Em ship combo ha. Mua lẻ thì anh chị em thư gặp đơn. Cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay. Anh chị em ơi, video sau em sẽ lên một cái dòng thỏ. Thỏ vàng ha. Thì thỏ vàng để anh chị em tham khảo. Cây thỏ vàng rất là đẹp. Rồi em chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ anh chị em ơi.